Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Sau đây mình đến tham quan vườn bonsai của anh Xanh ở khối 1 thị trấn Phúc Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Vườn của anh Xanh có rất nhiều cây bonsai, hải châu, dúi, nói chung là mini rất là đẹp. Phía trước mặt ta là một cây hải châu bonsai đang ra trái chín đỏ vàng, rất là đẹp. Mời quý vị và các bạn đón xem hải châu bonsai. Dáng trực đang cho trái đấy, đi chín trồng trong cái chậu thước khoảng cỡ 60 60 40. Bên cạnh đây là một cây sâm núi ôm đá, rất là đẹp. Già cây. Bông tán là già mịn, rất là đẹp. Xem chi tiết hơn xem chua. Chùa Sam núi, vườn của anh Xanh. Vườn anh rất nhiều tác phẩm bonsai cỡ một người bưng thì hơn nặng, mà cỡ hai người khiêng thì vô tư. Một cái mai chiêu thấy mà chịu thấy lá lớn lùng lực thành gốc. Ở trên đôn mày chịu thấy và đây là một tác phẩm mi bonsai. Mi u đớ có cục nu nên thân nó rất là lớn, đây tầm 40. Tàn rất là mịn. Ngắm phần tàn. Bên tay ra. À.
anh đỡ rất nhiều cây bonsai mini tầm trung rất là đẹp. Phía trước là một cây hải châu lùng lực, lá hình bông sen. Tây tạng rất là thành thạo, thuần thục, già cây. Ở đây khi đôn rồi chân mấy mây, nói chung là cố điếng trong trong cái chậu. Có kích thước là khoảng 60 phần quanh thân gốc là chỗ đấy tầm khoảng cỡ 50. Tàn mịn rất là đẹp. Quay qua các mạch vườn anh hải châu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đây là một cây hoa giấy rất là đẹp, có cái cần, có cái thằng đây. Hoa giấy phía trước đây cũng là một tác phẩm hải châu bonsai lùng lực tàn mịn hình tháp. Đang ra hoa, đang ra hoa, lá nói chung là đang rút lá lại, lá nhạt hình hoa sen rất là đẹp. Đang tạo trái, bông trái này, đang làm bông trái. Phần cốt cốt rất là đẹp. Phần lớn tầm phải 30, hơn 30, rất là đẹp coi. Sạch kẽm, tàn mịn sạch kẽm, cây đã hết thép rồi. Đang ra hoa, hải châu bonsai tầm trung. Bên cạnh đây là một cái tùng, tùng dáng đổ, có cái tàn đổ. Tùng bonsai già cây lâu năm, bông tán tạo tác là hoàn thiện. Đây, hồng cú. Được.
tàn rất là già, già cây bông tán hình thành. Bên cạnh đây là một cây nguyệt quế đang ra hoa. Đang ra hoa. Nguyệt quế. Đúng là bonsai tầm trung lùng lực. Quanh góc tầm hơn 40. Tây cành đã già rồi, sạch kẽm. Cây rất là đẹp, đang ra hoa. Một cây hải châu. Châu. Chúng đang nuôi, đang tạo tán. Hải châu bonsai trồng trong một cái chậu xi măng, chậu xi măng này cũng 40 60, gốc rất là lớn. Giống như hình thú đang nằm. Thằng này 40. Dáng thú. Bên cạnh đây là một cây mai diêu thị. Diêu thị lá lớn trồng trong một chậu mỏng. Có cái tàng bay rất là đẹp. Cây già cây sạch kẽm. Vườn anh rất nhiều là cây đẹp, rất nhiều cây đẹp. Mai chịu thị ra lớn. Mời quý vị và các bạn đón xem. Đây là phần bờ đớ. Thân chỗ đây tầm 30, rất là già, tàn, cây tàn rất là già. Bên cạnh đây là mê bonsai dáng thú. Bonsai dáng thú. Thú đang ngồi. Cụ rất là lớn. Tàn rất là mịn. Cái cành nụ già. Bên đây có một cái bọc rất là hay, nhìn giống như là giống như là anh trăng đó, nhưng mà thấy rất là lạ, độc đáo. Hâm mê. Mì bonsai. Tạo tác rất là hay. Bên đây cũng một tập phẩm mì nữa. Mì bonsai dáng thú. Có cái cần bay dừa gốc. Bay dừa gốc
rất là đẹp, cây dừa gốc rất là hay. Tay cành rất là già rồi, thành thục rồi. Tay đã sạch kiểm. À, phần bờ cũ rất là to, trồng trong cái chậu vuông 40, cao khoảng cỡ 25 phân. Vườn anh rất là nhiều cây đẹp. Bên đây là một tác phẩm Tùng La Hán. Tùng La Hán Dân Trực, thân ở đây tầm 50, rất là bự. Đây có cái tàng bay à. Tàng bay rất là hay. Bên cạnh đây là có một cây linh sam. Sam rất là bự, có lũa. Lũa thép nè, lũa rất là cứng. Trồng trong cái chậu khoảng cỡ chậu hình oval. Linh sam đang ra hoa, già cây tàn rất là mịn. Chậu men đây tầm khoảng cỡ 15 phân, đây là khoảng 40, đây 30. Tiếp theo bên cạnh đây là một cái dúi giáng thú, trồng trong chậu men hình oval, cao khoảng cỡ 15 phân, dài khoảng cỡ cũng 40, hơn 40, ubi là 50, rộng là cỡ tầm 30, hơn 30. Củ rất là đẹp. Giáng thú đang ngồi. Đây là cái đuôi, tạo cái đuôi. Hai chân lên này. Đấy là cái tàng. Có cái tàng bay trái dừa gốc. Cây rất là hay. Đây hơi ngược sáng, hơi tấu, không thấy rõ. Nó không dúi hình thú. Bên cạnh đây là một cây mai diệu thủy. Vườn ảnh toàn là cây thành. Bonsai tầm trung lùng lực. Gốc ra tầm 60, lùng lực già cây, sạch kiểm, tây tàng, hơi già. Tiếp theo đây là một cây nguyệt quế đang cho hoa. Nguyệt quế bonsai lùng lực, giáng thú,
Ông trồng trong chậu ô quanh cũng tầm ung lem, ba lem. Cao cũng cỡ 15 phân. Dáng thú đang ngồi ở đây một chân. Như là cái đang giống như cái đuôi. Ở đây tầm 40. Nhiệt quá lá nhỏ đang cho hoa. Phía trước đó là một cây hai châu. Cây đây cũng đang nuôi, đang tạo tác. Cốt cũng rất là lớn. Hai châu, một sàng. Đây là một cây bồ đờ. Rất là già. Còn bông tán anh đang nuôi. Bên cạnh đây là một cây lộc vườn bonsai mini. Giống như một thớ vỏ Bình Định. Chậu ô quanh nhưng mà mini. Đây, đây phòng rỡ. Bên trong này là một gốc dúi rất là độc đáo, anh đang nuôi và chi tủ bớt nén. Dưới hình thú đang ôm đá. Trồng trong một chậu xi măng. Phần tàn anh đang tạo tác. Đang tạo tác phần tàn. Hồi giang thú. Này, đây anh tạo tác cái đuôi. Đây phần thân. Như con gì đang nằm. Chỗ đây cái cố kẹp cục đá. Kẹp cục đá rất là hay. Dưới bonsai ôm đá. Bên cạnh này cũng là một phôi dưới bonsai giang thú. Anh cũng đang nuôi, đang tạo tác. Thú rất là đẹp. À, rất là đẹp, đẹp cũng rất là lớn, chuối bonsai. Cạnh đây là một cây hai châu, hai châu. Cũng đang nuôi, hai châu lớn, anh cũng đang nuôi và tạo tác. Qua qua bên này có một củ dúi rất là tròn đẹp giống như hồ lô. Giống như cái củ gì, củ sén của hình hồ lô rất là bự và đẹp.
đang tạo tác phân tàn, đang nuôi. Rất là nhiều cây đẹp, vừa có rất nhiều cây hay, đẹp. Nhìn rất là thích, rất là phơ, không chỗ ra đẹp cây, cục nạc. Rất đẹp. Trồng trong cái chậu hình tròn, được kính khoảng 50. Túi bonsai. Đây sẽ là những cây anh đang nuôi. Đây những cây hải châu. Đây anh cũng đang nuôi hải châu. Đây đây là dúi bonsai mini nè, nhãn thú. Anh dúi. Trồng em châu được kính khoảng 30. Trước kia cũng rất nhiều là rất nhiều dúi, rất nhiều phôi dúi anh đang nuôi dáng thú. Này. Bên cạnh đây là một cây hải châu đang cho trái. Hải châu đang cho trái. Trái rất là bự, mọng nước chín đỏ. Bông trái. Đây có cái lũa, lũa hải châu. Gốc rất là lớn. Phần đai tầm cũng cỡ 50 hơn 60. Đây rất là sung khai. Lá tròn. Đây bông xạ hải châu biếng đang ra bông. Tiếp theo bên cạnh này một cây hải châu rất là già đang cho trái, vàng mịn, rất là già cây, sạch kẽm, tây tàn, rất mịn sạch kẽm. Trồng trong cái chậu hình chữ nhật khoảng cỡ 25-30. Đây tới 25, đây tầm 30, hơn 30, chậu móng 10 phân, đang cho trái, đấy bắt đầu chín, vàng chín đó. Vườn anh hải châu rất là nhiều, bên cạnh này một cây hải châu nữa, trồng trong một chậu hình oval. Này, đây khoảng cỡ hơn 20, đây tầm gần 40. Hai châu buồn sai. Tiếp theo bên đây cũng một cây hai châu nữa. Hai châu. Qua đây một cu dúi nằm trong chậu hình quạt, giống như con gì đang nằm quay cái đầu ở bên đây. Dáng thú đang nằm trong chậu quạt để anh đang nuôi cái cần để tạo cái đuôi. Hầm dúi bonsai dáng thú. Tác phẩm mê bonsai hai thân dáng phù thơ quyện vào nhau rất là đẹp. Tiến lại gần tác phẩm. Đây là phần bờ đớ rất là lớn.
hành chính lên. Đây tầm 40. Tây bông tán rất là già mịn rồi, sạch kẽm rồi. Thôi chỉ cắt giật lại và cho thôi. Đây, đây là thằng nhỏ dáng phụ thơ, tàng cũng là rất là mịn, rất là đẹp. Đây, bên này anh có đơ rất nhiều cây bonsai mini đó. Hàng mini đỡ bàn. Đây là cây sam hương rất là lớn. Luộc trồng trong cái chậu tròn trẹt đường kính tầm hơn 20 phân. Mình trang trí trên đi cờ xét rất là đẹp, bắt mắt. Cây mai chiêu thủy lá lớn, củ rất là bự và già, đây tầm phải 60, lùng lực. Này, trồng theo một chậu hình tròn, đường kính tầm 30. Bên cạnh này cũng một mai chiêu thủy mini, già, củ rất là già, cũng xù. Trong trong cái chậu vuông 20. Xanh sở hữu rất nhiều tác phẩm bonsai mini đã thành rồi, chỉ chờ thôi, bấm giật lại chờ thôi cho sạch kiệm rồi. Coi sam trái dáng collect rất là độc. Bông tán đây cũng đã thành rồi. Đây, đây hình xeo, đây là một số cây bonsai hai châu dáng quen nhân. Như đây nó đang làm trái phải không anh? Trái nó làm trên thân luôn, rất là đẹp. Anh đang nuôi bằng đang nuôi cái tàng, cái cần rớt rồi, đang ở chế độ đang nuôi. Đây là một số tác phẩm bonsai. Đây khứ gân, khứ gân rất là hay. Chậu hình chữ nhật con cỡ 40, ăn tới 40 và lem kia 25. Khớ này, phần thân này đó, tay mình cầm như đó. Nói chung là bonsai một người bưng à. Bên cạnh đây cũng có một cây hai châu đang cho trái, trồng trong chậu tượng. Đang cho trái, cây rất sung. Cây nhỏ nhưng có bộ tàng nó rất là già, già rất là đẹp, đang làm trái. Và bên cạnh này anh cũng có một cây sim rừng. Đây cụ sim này phải không anh? Sim rất là bự. Anh đang tạo phần tàng. Ra một cục rất là hay. Trong trong cái chậu hình lục giác, bát giác, đường kính phần lục lòng này khoảng cỡ 20.
bên cạnh một số cây hai châu anh đang nuôi, và anh còn phía sau anh nữa, vườn anh rất là rộng, rất là nhiều cây bonsai mini tầm trung, là một người bưng hai người khiêng rất là nhiều. Mình ra trước ngắm cây hồ trang bông hồ màu đơn, lá nhỏ đang cho bông rất là đẹp. Trang lá nhỏ thì gọi là cây mẫu đơn, có bộ tàng rất là đẹp, bông tán rất là đều. Nói chung là cây đã hình thành rồi, đang cho bông. Video tới đây là cũng đã dài rồi, tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn, và nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn đón xem.